Hello, chào các bạn. Mình là Camon Nguyễn và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn có một cái chương trình gọi là review hành á ở trên cái fanpage trên cái Facebook của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay video clip để chia sẻ một cái tấm hình mà các bạn đang đang muốn mình review. Thì cái việc review ảnh thì nó cũng tế nhị lắm nha các bạn. Khi được review ảnh có nghĩa là người ta tin tưởng mình, muốn học thêm thứ gì đó hoặc là muốn chia sẻ cái hình ảnh đó và họ cần cái lời khuyên. Do đó thì hình mình sẽ không có chuyện là chê hình hoặc là gì hết, mà mình muốn boost cái hình của bạn lên một cái mới hoặc là một cái gì đó hay ho hơn, thì nằm trong cái sự hiểu biết của mình thôi. Thì mình chuyên chụp ảnh. À đây, bạn Bùi Đức Phúc. Hôm nay hôm bữa là mình có một boss, cái boss của ngày hôm qua đó là cái chương trình review ảnh mùa dịch Stay Safe. Bạn nào thì hôm qua thì có một bạn thôi, perfect. Chỉ cần ít thì nó hiệu quả hơn, còn mà nhiều quá nhiều lúc mình gọi là cuốn hình nhiều quá cái mình cũng bị rối. Ok, hôm nay có một bạn thì hôm nay mình quay video clip luôn để chia sẻ cái cách hình của mình, cũng như là về sau mình sẽ làm cái áp dụng cái phương pháp này để có thể chia sẻ nhiều hơn với bạn và tận dụng. Sau khi quay clip này xong mình sẽ post lên ha, lên YouTube rồi cái thế thôi. Hôm nay thì các bạn sẽ được mình review. Ok, thật ra khi mà chụp ảnh á, được một ai đó review cho mình, hồi xưa mình muốn được ai đó review nhưng mà không có. Người ta không có thích để review cho mình đâu, tại vì họ cần phải làm nhiều thứ hơn, cũng cũng không có thời gian để review ảnh. Thì mình lại thích review tại vì mình đã từng như vậy, đã từng bị cái cảm giác là chụp nhưng mà không hiểu được cái tấm hình, cái người mình chụp nhiều với người chụp chưa đủ đủ cái độ độ lâu á thì sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cái cách nhìn qua cái view clip mình luôn nha. Ok, và cách nói chuyện đây là cái trong cái vốn của mình thôi nha. Cái vốn của mình thì nó nằm ở cái khúc là mình tự đi chụp, tự tìm hiểu, tự 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 tự, tự luôn á. Ok. Oh my god. Thì với cái cách nói chuyện với của mình thì nó không phải là kiểu kỹ thuật đâu, nó thiên về cái sự cảm nhận nhiều hơn và cái có gì nói đó ha. Mình cũng không phải rảnh hoặc là gì đâu. Nay mình bỏ thời gian qua và làm cái này trong cái mùa dịch này thì hy vọng các bạn sẽ qua mùa dịch với cái sự bình an nha. Ok, nói nhiều quá. Ok, bây giờ mình chia sẻ tấm ảnh nè. Tấm ảnh của bạn Bùi Đức Phúc chụp một cô gái ha, giờ qua mùa oải hương với caption sen phát hướng dương rồi chỉnh ảnh bông hồng trả khách, mai chưa bị đánh bờm đậu, làm ăn sống nhăn được cái chị khách dễ tính, mượn một tấm để đăng nhẹ Như Nguyễn. Ok, này chắc chụp cho khách hoặc là bạn chị khách chắc là lớn tuổi hơn. Ok fine, để mình lấy cái thanh công cụ ra nhé. Ok, thanh công cụ là nằm ở đây. Right, ok, đây thanh công cụ. Ok, mình sẽ chọn một cái màu để có dễ dễ chấm hơn á, dễ chấm. Ok rồi, vô nha. Cái hình đầu tiên khi mình nhìn vào mình thấy nó rất là sáng tươi mới, rất là sạch sẽ, rất là nhìn rất là mát mắt á. Ok, sau đó bắt đầu mình sẽ nhìn nha. Tấm này rất là nhìn rất là mát 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 cặp mắt của mình, rất là màu màu hồng nè, màu màu xanh, màu trắng, còn màu này màu cam vàng của cái tai ha. Ok, và có ok right. Bắt đầu mình phân tích tấm ảnh này nha. Cảm ơn bạn Bùi Bùi Dì Quỳnh Đức Phúc. Ok, đây mình thấy được một vùng, sẽ chia vùng cho các bạn thấy nha, tại nó đập vào mắt đầu tiên thì mình sẽ nhìn vào vùng đó. Đây là vùng thứ hai tấm ảnh, vùng thứ ba, cuối cùng là vùng này. Ok, vùng này nè. Ok,
và vài vùng khác. Đây mình tô cho bạn thấy, mình sẽ không nói nhiều được, nói về đây là cái vùng nó bị mờ đi, red đây, và một vùng nữa các bạn, vùng này nữa, vùng trắng. Ok, đấy, đây là cái bố cục mà mình thấy của các bạn, đó là một cái hình như vậy, red. Đó là mình mỗi lần mà mình phân tích hình thì nó là như vậy đó, là mình sẽ phân vùng ra trước đã, rồi bắt đầu mình bắt đầu tính tiếp nha, bắt đầu mình chia, sau rồi mình sẽ nói về cái hình nha. Ok, right, mình zoom lại. Ok nha, chuẩn bị nha. Ok, đó là cái vùng mà mình đã thấy của bức hình bố cục. Ok, cái hình này thì cái bông hồng này là đẹp nhất. Đẹp nhất nha, mình nói đẹp nhất. Cái bông bông giấy thôi là bông hồng, bông hồng ra. Có thể là bông giấy. Ừ, bông hồng giấy. Ok fine. Cái da cổ này rất đẹp. Cái bông trên đây cũng đẹp luôn. Đây. Cảm giác như rất là nhưng mà mình không thích cái frame này lắm. Cái frame cái tai này, các bạn thấy cái tai không? Kiểu đang mất cái một cái phần dưới đây. Ok, thì mình thấy vậy thôi nha. Ok, cái form của cô gái này thật sự là chưa có đã. Đây, đáng lẽ cô phối vậy cái eo á, mình chưa thích, mình muốn cái frame, cái form của cô này thì cái tạo dáng của bức hình này là chưa, mình theo mình nó nhẹ thôi, nó chưa tới nha Phúc. Mình nghĩ là còn cái phông nền á, phông nền của đằng xa này rất là đẹp nhưng mà nó hơi bị rối nè. Cái nền thật ra khi mỗi lần chụp mấy cô này á, mình chọn nền kỹ lắm. Có hai bông hoa dưới nè, dưới đây nè, né ra luôn chứ, trong khi chụp hoặc là trong cái ghế có cái cục gì như đây nè, được né luôn, còn hơi dùng dot hoặc gì đó để xóa phông mịt mờ không thấy rồi luôn là ok nhất. Và sau đó là tới cái đám này nè, đám lúa này nè. Thật ra nhiều khi chụp mới đầu chụp á thì mình thích đem nhiều thứ vào lắm, nhưng về sau thì mình mới hiểu một cái chuyện là càng ít cái vật thể trong bức hình á thì cái bức hình của bạn nó rất là rõ ràng, nó không có phải làm người ta phải chi chí. Ví dụ như cái đôi giày rất là đẹp nhưng mà do bức hình đó bị cái đám lá này nè, nó phá hình, nó phá đến độ mà mình không thấy được cái đẹp của cái đôi giày này. Đôi giày này đẹp lắm, dễ thương, nhìn dễ thương. Còn cái tông màu của cô gái đang là trắng đúng không, áo trắng nè, tông màu cô gái đang là áo trắng. Ok, thì nó sẽ đi với cái tông trắng hồng như đẹp nè. Mình sẽ làm cái gì đó hồng thiệt hồng, đây hồng 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 hết. Rồi sau đó chụp cô gái với cái đôi giày này, có một cái ý nghĩa gì đó với đôi giày này. Còn nếu nhìn vào bức hình này thì với caption á thì nó chưa chưa đã lắm, vì một á là còn nhiều nhiều theo gọi là nhiếp ảnh á, còn nhiều gọi là vụn á, rác, nhiều rác trong đây nè. Ok, và cái mắt cái này cũng hay nè, nhưng mà mình không thích đó, tại mình không quen làm setting dâu. Nếu mà chở cho khách thì setting sẽ thích á, nhưng mà mình thì lại tại vì phải rõ ràng á, tại vì nếu mà thêm mấy cái style này vô á, thì mình sẽ bị mất một vài thứ. Còn nếu mà ghi á, có thể ghi bên nghĩa thì ghi đây dễ thương nè. Ok, nghe Phúc. Ok em, màu rất là đẹp, màu của bức hình này là mình thấy là cool đó, nhưng mà tiếc một cái là cái gương mặt mẫu á, mình muốn thể hiện cái gương mặt mẫu nhiều hơn, tại vì nó bị xéo cái góc nhìn á, thì không hình dung ra được, chỉ hình dung ra được thậm chí là trên đầu mẫu có vài thứ nè. Nếu được thì mình sẽ chỉnh sửa một xíu cho nó chỉnh chu luôn, hoặc là có những cái dài cộng tóc này nè, rất là khó chịu với mình thôi nha, với mon thôi nha, hoặc là đằng xa xa là có cái cầu hay cái gì á, bờ tường nè. Ở đây có cái ok, đó là những cái vật nhỏ mà nó làm cho bức hình của bạn nó mất đi cái tính thẩm mỹ. Ở đây có cái tường nè,
đường gạch nè. Ở đây lá lá nó màu nó không có tuyệt màu á, và như vậy phải phải dùng đót để màu nhìn rất là kiểu giống như là, thì cái bức ảnh này chỉ có màu và sắc thôi, cái sắc độ của bức ảnh ok, thậm chí là cái áo này cũng rất là khó chụp nha. Nè, cái áo mà nó nhăn nhăn một xíu khó chụp, nếu bạn chơi nắng một xíu á thì thấy được cái viền cái ren này đó, nó dễ dễ dàng hơn. Còn nếu mà chụp cái này á thì các bạn thấy cái những cái vết vết nhăn nè, hoặc là cái vết nhăn ngay chỗ mông mỏ nè, hoặc là ngay cái đường viền ngay chỗ này, nhìn xíu là tí hồi là khó chịu liền. Các bạn mình không biết các bạn sao chứ mình cực kỳ khó chịu luôn, thậm chí ngay 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 cái mẫu có cái cục xương ngay chỗ này nè, mình có thể chỉnh sửa lại cho nó mềm này, ok, để thấy đẹp hơn. Tóc mẫu, ok, đó là cái quá trình rất là nhiều ha. Thì mình chia sẻ bức ảnh này thì đơn giản màu đẹp, còn màu đẹp và cái câu chuyện thì biết là chị đẹp rồi, trả hình cho chị rồi. Có thể là một cái vườn hoa nào đó không biết, nhưng mà mình chỉ thấy được điều đó thôi, và cái hoa này đẹp nhất trong bức hình này. Ok, Phúc, thì tấm ảnh này mình chấm khoảng 6 trên 10 thôi. Ok, cảm ơn Phúc nha. Thì hôm nay bức ảnh mình cũng chia sẻ cái việc mà nói về một bức ảnh rất là khó, hoặc là chia sẻ để đánh giá bức hình. Thì hy vọng bữa sau em chơi nhiều hình này, nhưng mà với một cái góc nhìn khác, và chụp nhiều hơn, và chọn ra đúng một tấm thôi, để có thể best nhất, hoặc chia sẻ cho cái người mà được nhận nó ha. Ok, cảm ơn em. Ok, chương trình đến đây kết thúc, chỉ có một tấm ảnh thôi các bạn. Hy vọng bữa sau sẽ có nhiều tấm ảnh hơn. Thì ok, bye bye. Cảm ơn các bạn đã đến Red Review cùng Camon. Nói chung là Mon đi ha. Ok, hy vọng sau chương trình này thì sẽ có nhiều cái tác phẩm hơn để chia sẻ đến mọi người, và qua cái lời dẫn hoặc review hình của Mon thì các bạn sẽ có kỹ năng chụp ảnh, tư duy tích cực và chia sẻ nhiều hơn ha. Không cần phải bon chen ghen tuông, hoặc là chỉ chơi ảnh chụp ảnh chia sẻ, đơn giản thôi. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kế tiếp. Bye bye, come on, bye bye. Ok, chào các bạn nha, lại để mình tắt một cái.